mệnh nữ tên là Phạm Hồng Ngọc, địa chỉ Đắk Lắc mệnh là Sơn Đầu Hỏa ngày sinh dương lịch là 31 tháng 1 năm 1995 lúc giờ 13, ngày sinh âm lịch là 1 tháng 1 năm 1995 lúc giờ mùi sinh vào năm Ất Hợi có ngũ hành là Sơn Đầu Hỏa tháng mậu dần có ngũ hành là thành đầu thổ ngày nhâm tuất có ngũ hành là đại hải thủy giờ đinh mùi có ngũ hành là thiên hà thủy với năm tháng ngày giờ trên sẽ hình thành nên tỷ lệ ngũ hành ban đầu. Mộc 22% là cân đối, hỏa 24,4% là cân đối, thổ 13,3% là ít, kim 0,8% là quá ít, thủy là 39,6% là cuối nhiều, tỷ lệ ngũ hành ban đầu cho biết vận trình trong cuộc đời diễn ra như thế nào. Ngoài ra còn cho biết tính cách sẽ hình thành ban đầu. Tỷ lệ ngũ hành ban đầu giúp suy ra tỷ lệ ngũ hành hiện tại được tích lũy qua từng năm. Nguyên nhân tỷ lệ ngũ hành mỗi năm biến động là do hai yếu tố, một là do vấn đề thời gian, hai là do môi trường. Tính cách thông qua tỷ lệ ngũ hành ban đầu của mệnh sơn đầu hỏa có nhiều ngũ hành thủy là thủy chủ về trí thông minh hiền lành. Người mà thủy vượng sắc mặt hơi đen, nói năng nhẹ nhàng. Dành giọt hay lo cho người khác, túc trí đa mưu, học nhanh hơn người. Người mà thủy mạnh quá thì hay cãi cọ, tính tình linh tinh. Người mà thủy không đủ thì vóc người thấp bé. Tính tình bất thường, nhát gan, vô mưu. Hành động không có thứ tự, mệnh này nên bổ sung các ngũ hành nào quá ít giảm bớt các ngũ hành quá nhiều, mệnh này nên bổ sung các ngũ hành nào quá ít giảm bớt các ngũ hành quá nhiều, họ và tên chi? Phối 10% số mệnh họ tên và địa lý làm cho những người có cùng thời điểm sinh ra có số mệnh khác nhau theo thời gian họ đại diện cho tổ tiên họ mà tốt thì được tổ tiên giúp đỡ họ xấu thì không được giúp đỡ hoặc rời xa quê hương họ mà trung bình thì được nhờ tổ tiên và tổ tiên cũng được nhờ mình họ phạm đối với mệnh này là trung bình ngoài ra họ phạm ý nghĩa là phép tác hạn chế tên này cha mẹ muốn nhắc nhở con phải biết cân nhắc tránh mắc sai lầm ngũ hành thuộc hỏa sinh ra thổ, được mộc tương sinh nhưng kỵ với thủy và khắc với kim. Tên lót đại diện cho anh em bạn bè tên lót mà tốt thì được nhờ anh em bạn ngược lại thì bị anh em bạn bè tranh đoạt và lợi dụng. Tên hồng đối với mệnh này là trung bình ngoài ra tên hồng có ý nghĩa. Là ý chỉ màu đỏ, mà màu đỏ vốn thể hiện cho niềm vui, sự may mắn, cắt tường. Tên hồng luôn gợi sự tươi vui, xinh đẹp, là hình ảnh giàu sức sống ngũ hành thuộc hỏa sinh ra thổ được mộc tương sinh nhưng kỵ với thủy và khắc với kim tên đại diện cho bản thân và thành tựu tên cũng như khát vọng của cha mẹ tên mà tốt thì có được thành tựu tên xấu thì vất vả gian nan nên chọn các tên phù hợp để có số mệnh tốt hơn tên ngọc đối với mệnh này là khá ngoài ra tên ngọc có ý nghĩa dung mạo con xinh đẹp tỏa sáng như hòn ngọc quý còn là chân bảo, là món quà quý giá của tạo hóa ngũ hành thuộc thổ sinh ra kim, được hòa tương sinh nhưng kỵ với thủy và khắc với mộc. Tên gợi ý nên chọn các tên có nhiều ngũ hành kim hay có nhiều ngũ hành thổ vào trang website tên hay bế cưng.com. Có danh sách các tên theo ngũ hành địa lý chi phối 30% số mệnh bởi vì địa lý tạo ra mỗi trường sung và chi phối văn hóa, lối sống, hành vi. Địa lý đóng vai trò lớn nhất trong việc chi phối số mệnh. Địa lý mà tốt và khá thì thành công ở nơi sinh ra địa lý mà xấu thì khó có được thành tựu cần phải di chuyển đến nơi phù hợp nơi bạn sinh ra là tỉnh Đắk Lắc. Có ít ngũ hành kim có nhiều ngũ hành mộc đối với mệnh này là trung bình tỉnh Đắk Lắc nằm ở trung tâm vùng Tây Nguyên, đầu nguồn của hệ thống sông Cê Dê Dốt và một phần của sông Ba nằm trong khoảng tọa độ địa lý từ 107,28 đông đến 108,58 đông và từ 12,9 bắc 13,25 bắc. Tỉnh Đắk Lắc có vị trí địa lý, phía bắc giáp tỉnh Gia Lai phía đông giáp các tỉnh Phú Yên. Khánh Hòa phía Nam giáp các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông phía Tây giáp tỉnh Mondulki Kizi của Campuchia với đường biên giới dài 193 km, độ cao trung bình 400 đến 800 m so với mặt nước biển. Cao nhất là đỉnh núi Chư Yang Sin có độ cao 2.442 m so với mực nước biển, đây cũng chính là đỉnh núi cao nhất ở Đắk Lắk. Thời tiết chia làm hai mùa khá rõ rệt là mùa mưa và mùa khô mùa mưa thường bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 10 kèm theo gió Tây Nam thịnh hành, các tháng có lượng mưa lớn nhất là tháng 7, 8,9, lượng mưa chiếm 80 đến 90% lượng mưa năm. Riêng vùng phía đông do chịu ảnh hưởng của Đông Trường Sơn nên mùa mưa kéo dài hơn tới tháng 11. Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, trong mùa này độ ẩm giảm, gió đông bắc thổi mạnh, bốc hơi lớn. Gây khô hạn nghiêm trọng lượng mưa trung bình nhiều năm toàn tỉnh đạt từ 1.600 đến 1.800 mm, mùa mưa có thủy thịnh mùa nắng hỏa thịnh.